ở đây là ngã tư Tân Lập ở thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế các bạn. Trên đường quốc lộ 1A. Và phần này là phần thứ 88 của chương trình đường đi của mình, là từ Mũi Cà Mau, điểm cực nam của quốc gia ở Mũi Cà Mau à, đi về điểm cực bắc của quốc gia ở chỗ cột cờ Lũng Cú đi vô à, tỉnh Hà Giang. Hành trình đi của vợ chồng mình thì dài hơn 2.500 km, đi dọc theo quốc lộ 1, có đoạn mình rẽ vô, có đoạn mình đi ra quốc lộ 1. Nói chung là đi theo quốc lộ 1 là chánh. Và hiện giờ vợ chồng mình đang lang thang ở huyện Phong Điền, ở thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, trên quốc lộ 1, ngã tư Tân Lập. Hồi nãy là ngã tư Tân Lập. Tân Lập. Ngã tư Tân Lập. Tân Lập không Lập. Tân Lập. Hồi nãy là ngã tư Tân Lập, thị trấn Phong Điền của huyện Phong Điền luôn, tỉnh Thừa Thiên Huế. Và mình định vị đi đến thành phố Đông Hà của tỉnh Quảng Trị các bạn. Trước hết là đi tới thành phố Đông Hà, sau đó mình đi tiếp. Và vợ chồng mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn, cô chú anh chị đang xem video của vợ chồng mình. Các bạn xem video của vợ chồng mình, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần hai vợ chồng mình nhé các bạn. Đăng ký là hoàn toàn miễn phí, mỗi lượt đăng ký của các bạn là nguồn động viên rất lớn đối với vợ chồng mình, để vợ chồng mình có thêm nhiều động lực hơn nữa để làm nhiều video tiếp theo các bạn. Vợ chồng mình có hai kênh YouTube tất cả, kênh thứ nhất là Vợ Chồng Sửa Xe và kênh thứ hai là Vợ Chồng Du Ký. Vợ chồng mình chuyên review tất cả các cung đường trên đất nước Việt Nam, nơi mà vợ chồng mình đi qua và quay lại đưa lên mạng để tất cả các bạn cô chú anh chị cùng thưởng lãm cảnh đẹp trên quê hương đất nước Việt Nam qua những chuyến đi, qua những hành trình đi của vợ chồng mình. Và hành trình hôm nay là xuyên Việt Nam Bắc, dài hơn 2.500 km, và hành trình về là xuyên Việt Bắc Nam. Về mình đi từ cột cờ Lũng Cú theo quốc lộ 4 về Hà Tiên, sau đó mình đi ra Rạch Giá Cà Mau, dài cũng hơn 2.500 km. Mình đưa lên kênh YouTube Vợ Chồng Sửa Xe. Còn hành trình xuyên Việt Nam Bắc này mình đưa lên kênh YouTube Vợ Chồng Du Ký các bạn. Và hiện giờ vợ chồng mình đang lang thang ở thị trấn Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nắng và gió, mà này mình thấy nắng không, thấy gió, đứng gió luôn. Giờ là 2 giờ mấy chiều mà gió, nắng không có gió. Chạy gần hàng cây nó xẹt 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 mở mắt. Hết thì cắt. Và mình chạy tốc độ là 90 km/h, nhưng mà thực tế mình chạy 60 là nhiều. Đầu xe lửa kế bên này khác. Cái đường này nó chạy qua trở lại cái đường xe lửa mà. Nói chung là nó bám theo đường xe lửa. Đường quốc lộ đi đến đâu thì đường xe lửa đi đến đó. Đặc thù của xe lửa là đi thẳng nhiều hơn. Từ đây đến thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị còn khoảng 40 km nữa. Mình lấy là trung tâm thành phố Đông Hà, để nhiều khi thành phố trên đường đi này nó không nằm dọc cái quốc lộ mà nó nằm rời mặt trong mình mới vô, thì mình định vị nó trước.
nó lạnh che hết. Nếu mà đi xe hai bánh nó nắng dữ lắm. Đi hai bánh là phải đi chiều mát với nắng sớm, ban đêm, ban ngày nghỉ. Còn mình đi bốn bánh thì đêm ngủ, ngày đi. Đi chừng nào tới nơi thôi, xong mình về chứ không có nói chừng nào. Làng Phú Xuân bên phải. Đầu qua tới Quảng Trị chưa? Bơm nước tắm địa phận Quảng Trị mà. Ở đây là bước qua Quảng Trị rồi nha. Vừa bước qua có nhà kìa, nhà nghỉ liền. Chứ không giống như thành phố Tam Kỳ đi kiếm đỏ mắt không có nhà nghỉ khách sạn. Thank you.
cầu gì đây, có cái cầu, cầu gì cũng vậy. Vô khu đô thị đoạn 60 Đông Hà đi thẳng làng Cỏ Phước, ít gì thương tích gì đó. Huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Huyện Hải Lăng, đường sắt về trạm bên trái. Ủa chui qua đây nào, hỏi lật qua lại là hỏi lật lại. Đông Sơn, Hải Sơn, Hải Lăng. Ở Hải Lăng, Hải Sơn, Hải Lăng, Quảng Trị. Mình không biết thị xã thị trấn gì, chắc huyện Hải Lăng quá. Còn 30 cây số nữa là vô trung tâm thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Đường ba làn dễ chạy. Không có kẹt xe nên đầu dưới nó nới rộng thêm miếng nữa vậy. Thank you.
hộp nó còn cái nào không? Hết rồi phải không? Còn gì bún hả? À, được, được. Nổi vậy, tội ghé. Vậy là không có sửa đường. Đường 70 cái có các bạn tốc độ 50 sửa đường. Xe bên đây bây giờ bên kia chết hết. Còn cái xe mà giờ 8-90 thì đang rất là cao thì khó. Mình bây giờ bên đây mình mới có đề ba chứ chưa được tốc độ 40. Bên đây bây giờ đi được. Đi bên thấy xăng đi qua là thấy ớn rồi, giảm tốc độ rồi. Bên đây đường là đi dầm đi được. Xăng qua đường quốc lộ làm như đường ở trước xăng. Có biển nhưng mà cách mấy cây số rồi. Bên kia. Đây nè, bên đây nè. Bên đây cũng có đường ngang nữa. Đường mới, đường cũ. Bên đây cũng có điện. À, bên trái không có điện. Bên trái cũng có điện gì đó. Tục của hành trình các bạn. Tiếp tục cuộc hành trình. Đây là thị trấn.
trắng duyên sinh này. Lời chào đến tất cả các bạn cô chú anh chị đã xem hết video của vợ chồng mình. Vợ chồng mình sẽ kết thúc video ở thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, trên quốc lộ 1 các bạn. Ở đây người ta tên là đường Lê Dẫn. Dạ, xin cảm ơn tất cả các bạn.